Và quý khán giả, một năm mới và sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, và trong cuộc sống thì công việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đến các anh các chị thì trên con đường sự nghiệp lúc nào cũng phát tài phát lộc và thành công trong cuộc sống gia đình, luôn luôn hạnh phúc, con cháu thảo hiền và mỹ điều. Xin cảm ơn Ba Son đã đưa mâm ngũ quả truyền thống của Việt Nam sang tận Hàn Quốc. Mặc dù qua Hàn Quốc thì nó biết rồi, cái giống nó tí xíu và có rất là nhiều các loại trái cây mới được xuất hiện tại mâm ngũ quả. Xin cảm ơn Ba Son, và bây giờ đến phần thử trái cây của ban giám khảo ạ. Tiếp theo xin mời ban giám khảo Minh Tiến và phần dự thi của đội Seoul. Đội Seoul là đội đại diện cho thủ đô của Seoul Hàn Quốc và là đội đẹp văn hóa của người Việt Nam. Bây giờ kính mời đội Seoul mình sẽ thuyết trình thông tin của mình ạ. Cảm ơn các quý thầy và quý cô và các bạn ghé thăm gian hàng của Seoul. Ngày Tết thì chúng ta cần một cái màu đỏ để tượng trưng cho cái sự may mắn của một năm đấy và cái sự tròn đầy. Những hạt gạo nếp này là được các mẹ, các chị chăm sóc rất là cẩn thận, phải ngâm để cho nó nở hết hạt gạo ra. Và khi cái quả gấc ấy, thì cái màu đỏ này là làm từ quả gấc. Và quả gấc này thì nó chỉ có một mùa thôi, chứ nó không có bốn mùa. Nên là khi mọi người làm cái này ấy, thì cũng phải giữ, bảo quản rất là kỹ lưỡng. Khi người ta mang ra thì người ta có thể bắt ra trộn với lại rượu, sau đó trộn với gạo làm sao cho nó nhuyễn với gạo để cái hạt gạo nó lên cái màu vàng, nó màu vàng óng của sau khi mình cho lên mình sôi thì nó sẽ có cái màu đỏ lên và cháy và màu xanh. Ý nghĩa đó. Dạ chị ơi, hoa thì để ngắm và trái cây dùng được gì ạ? Mâm ngũ quả này tượng trưng cho là tức là năm ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cũng như cuộc sống con người của chúng ta dù đi nào đến Việt Nam chơi, nhưng mà đến những ngày lễ, ngày Tết, ngày truyền thống, chúng ta có mâm ngũ quả là hướng về tức là quê hương. Dù các đạo tràng ở khắp mọi nơi, nhưng mà Trung Quốc tổ chức ở lễ cắt tơ này, mọi người vẫn sum họp về đây để về với Trung Quốc và về với đạo tràng kim mộc. Và quý khán giả, một năm mới và sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, và trong cuộc sống thì công việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đến các anh các chị thì trên con đường sự nghiệp lúc nào cũng phát tài phát lộc và thành công trong cuộc sống gia đình, luôn luôn hạnh phúc, con cháu thảo hiền và mỹ điều. Xin cảm ơn Ba Son đã đưa mâm ngũ quả truyền thống của Việt Nam sang tận Hàn Quốc. Mặc dù qua Hàn Quốc thì nó biết rồi, cái giống nó tí xíu và có rất là nhiều các loại trái cây mới được xuất hiện tại mâm ngũ quả. Xin cảm ơn Ba Son, và bây giờ đến phần cảm ơn các quý thầy và quý cô và các bạn ghé thăm gian hàng của Seoul. Ngày Tết thì chúng ta cần một cái màu đỏ để tượng trưng cho cái sự may mắn của một năm đấy và cái sự tròn đầy. Những hạt gạo nếp này là được các mẹ, các chị
chăm sóc rất là cẩn thận, phải ngâm để cho nó nở hết hạt gạo ra. Và khi cái quả gấc ấy thì cái màu đỏ này là làm từ quả gấc, và quả gấc này thì nó chỉ có một mùa thôi chứ nó không có bốn mùa, nên là khi mọi người làm cái này ấy, thì cũng phải giữ bảo quản rất là kỹ lưỡng. Khi người ta mang ra thì người ta có thể bắt ra trộn với lại rượu, sau đó trộn với gạo làm sao cho nó nhuyễn với gạo để cái hạt gạo nó lên cái màu vàng, nó màu vàng óng của thế. Sau khi mình cho lên mình sôi thì nó sẽ có cái màu đỏ lên và cháy và màu xanh. Vâng, xin mời ban giám khảo mình tiếp tục đến nhân hàng của đội chủ nhà. Thầy nhìn là thấy thầy chẳng rồi. Thầy nhìn là thấy thầy tổ chức bảo cơ quan báo chí truyền thông quá lắm giám khảo. Các cái về truyền thông đó mình làm ra sao để ban giám khảo thường để đi tới chấm các phần thi à? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính chào ban giám khảo. Dạ con xin thuyết trình món ăn của đội Quân San chúng con. Cái món này cái tên gọi là Thất Bảo Liên Hoa. Nghĩa là cái lớp đầu tiên là mã não, cái lớp chính giữa trắng trắng, lớp trắng trắng là pha lê, cái lớp này là vàng bạc luli sa cừ, nói chung là bảy báu hợp lại rồi chính giữa này tượng trưng cho cái ao thất bảo hoa sen của chúng nó thật là nè. Dạ thì cái món này ăn rất là ngon, rất là đậm đà, ăn mình dùng với cơm. Và một cái ý nghĩa quan trọng nữa là cái phương tiện để cho chúng ta, giống như những người mà người ta chưa có từng ăn chay á, bây giờ mình tập cho người ta ăn chay luôn cái phương tiện, chứ không phải là cái gì. Với lại thường thường người ta nói ăn chay là ăn muối tiêu rồi ăn muối tây ninh thôi, người ta tưởng làm như vậy, nhưng mà thật ra khi người ta thấy biết rằng ăn chay là ngon như vậy thì người ta sẽ thay đổi cái quan niệm của mình. Dạ cho nên cái món này gọi là Thất Bảo Liên Hoa. Dạ tên hay quá. Dạ còn cái món này là Củ Long Sơn. Ở đây là có 9 cái ngọn núi rồng. Ở trong thành phần á là có rau, các loại rau mùi của Việt Nam. Những cái rau này á, nó có mùi thơm rất là đặc trưng của Việt Nam, là ăn nó không có cảm giác là ngấy, không có cảm giác, mà nó có những cái vị làm cho ở trong đó nó có những cái chất vitamin làm cho chúng ta giảm cholesterol. Dạ, còn cái giá thì rất là thanh mát, cho nên cái món này được người dân cả nước, tất cả người nước ngoài rất là thích. Cho nên món này là xuất phát từ Nam Bộ. Dạ, cho nên con xin giới thiệu sơ qua với ban giám khảo. Dạ. Xin cảm ơn cái phần dự thi rất là sang, với những cái rất là sang chảnh của đội Quân San. Bây giờ mời ban giám khảo mình thử. Anh Việt. Lấy chấm đây, anh ơi, bên nước chấm đây. Ăn bên cạnh chị luôn á. Không, được, anh ăn trắng này. Chấm sâu vào thầy. Nhanh nhất cái cuốn được chị. Chấm này chị. Chấm chung ra. Cái này gặt rồi. Cái này.
thêm điểm đó thầy. Mình no thì mình món ngon no thì. Bà yên tâm đạo trà cung mì em mút là lúc nào thầy kích tệ nên là điểm nó vào cũng cao rồi. Mình ăn nhiều. Bây giờ kính mời mà giám khảo mình sẽ tiến đến phần thi của đội chân trư. Chân trư đâu ạ? Có một à? Đơn phương. Đơn phương ra trận à? Cái kia là trà đúng không? Cái này chỉ mất gừng không thôi. Cái nhượng thế nào đây? Điểm chương trình được mấy điểm rồi? Món ăn ngon được mấy điểm? Cái ăn với cơm, chị nói ăn cơm là vừa. Mình ăn đi thôi, béo rồi. Đại diện cho đội chân chu, con xin được phép thuyết trình về cái phần dự thi của đội chân chu. Mọi người thấy ở đây rất là đơn giản đúng không ạ? Cái phần này, cái này là món mứt gừng và mứt nghệ của đội chân chu, thì với cái nếp văn hóa rất là giản dị của người Việt ở vùng nông thôn, thì họ thường hay bảo quản những cái mứt gừng mứt nghệ như thế này. Thì mứt gừng mứt nghệ được làm vào những mùa Tết đó, để cho mọi người có thể dùng cái mứt gừng này á, làm ấm cơ thể. Mứt nghệ thì vừa ấm cơ thể vừa đẹp da, rất là hợp với các chị em phụ nữ. Và đối với anh chị em mà mình bị bệnh dạ dày á, thì mình ăn hoặc là nhiều mứt nghệ để cái dạ dày mình được tiêu hóa tốt hơn sau khi ăn những cái món mỡ bên kia ạ. Dạ, rất là cảm ơn ạ. Đây là bán thuốc à? Đây là vô làm món mất, vô làm món truyền thuốc truyền thống vậy. Đây là bán thuốc, ở bên này bán thuốc. Tết nhất quyết phải có những cái món này. Dạ, tại vì ngày Tết đó mình ăn rất là nhiều những cái đồ mà mỡ nè, đồ mà từ nếp nè, thì sẽ làm tiêu hóa rất là khó. Thì khi ăn mất gần mất nghề là sẽ làm tiêu hóa tốt hơn cho cơ thể mình ạ. Xin cảm ơn ba giám khảo. Vì sao mà món ăn nổi tiếng thế giới xuất xứ từ Ấn Độ, xong nhập sang Việt Nam giờ giữa thế kỷ thứ 19 thì thực dân Pháp không những thuộc địa Sài Gòn mà còn thuộc địa cả vùng là Pochi, Cherry, cho nên là hai cái thuộc địa này của Pháp là họ hay là buôn bán là qua lại với nhau. Cho nên kể từ đó là theo thống kê là khoảng năm 1939 là có khoảng 6.000 người dân Ấn Độ đã di cư sang Sài Gòn để mà buôn bán và sinh sống ở Sài Gòn ạ. Và kể từ đó mà từ nhà hàng và món ăn của Ấn Độ rất là nhiều nơi mọc lên, không chỉ ở Sài Gòn Chợ Lớn mà tất cả các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long đều có hết ạ. Và kể từ đó là có đặc biệt là có một số phụ nữ là thuộc hai dòng máu Ấn Độ và Việt Nam, họ luôn giữ cái truyền thống văn hóa dân tộc của người Ấn Độ, cho nên kể từ đó là món cà ri là rất là nổi tiếng Việt Nam, đặc biệt là cà ri dê với lại cà ri vịt ạ. Còn đối với con thì hôm nay là con đang mang cái món ăn chay đó mọi người, là cà ri với chả. Chả thì cũng tự tay con làm ạ. Và mục đích là khuyến khích tất cả mọi người là hãy ăn chay vì sức khỏe, hãy ăn chay vì cộng đồng và ăn chay để không có sát sanh ạ. Dạ, con xin hết ạ. Xin chân thành cảm ơn đội Vương My. Từ một món cà ri thôi mà mình được biết đến một thêm một cái nét văn hóa Phật giáo và cái lịch sử Phật giáo đến Việt Nam nữa. Xin cảm ơn đội Vương My. Bây giờ mời ban giám khảo mình thử thức ăn ạ. Cảm nhận sau khi đến cả hai lẫn Việt nha. Ăn rồi. Ok, chị mua cơm chả, ăn cái chả thôi ngon. Hai nữa. Không có chả đâu, còn đậu không mà phải không? Có chả chị, có chả. Dạ, tại vì có miếng có chả trong một cái chén luôn rồi. Dạ, có cả chả, xin là thầy ăn luôn chả thầy. Ban giám khảo ăn chả giùm con, chả là quyết định điểm đó. đây còn ban nữa. Con đâu, con hai bác thì đi lấy thôi.
Đi bên em với bên đây. Đi ra tìm hàng thầy cái. Cái nào là chả vậy em? Dạ đấy. Vâng.